Đồ gỗ Bùi Tuấn, chào các bác. Hôm nay Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2024. Và buổi chiều hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một bộ ghế móc tàu lối cổ, chất liệu bằng gỗ gụ tàu Quảng Bình trọn vân. Và đây là một bộ ghế phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Mộng thùng các bác nhé. Đá tàu Vân Nam, vân thì cực kỳ sắc nét. Và đây là phần ghế đơn này, đoạn này. Đoạn thì là dài 1m92, sâu trong lòng ngồi là 50, cao đến mặt sử dụng là 50, và cao đến đỉnh trương là 1m32. Đấy, bàn này thì là một chiều là dài 1m20 x 60 và cao 72. Đây là ghế đơn các bác xem đây ạ. Ghế đơn là ngang là 72, đấy, sâu trong lòng cũng là 50 và cao đến đỉnh trương là 1m20 phân. Đấy, các bác quan sát đây, dáng này phải nói là vô cùng đẹp. Đấy, và chất gỗ phải nói là vân giả đanh luôn. Đấy, phần mặt ghế đoạn các bác nhìn nhá. Đấy, phải nói là bên em xì sát trần trơ vân gỗ mộc. Đấy, mặt ghế đoạn có phê không các bác? Vân từ đầu đến cuối luôn. Đấy, vân khắp, trải khắp luôn. Và lên phần vách cũng như vậy. Đấy, phần vách đây, vách các bác xem từ các cái thành gỗ ống về tròn tít, móc khéo và gần vân phải nói là kín hết, kể cả tay ghế các bác nhé. Thực sự mà các bác nào chơi kỹ, các bác sưu tầm bộ này về chơi thì không có điểm gì để chê luôn. Đó. Và sang phần ghế đơn cũng vậy. Đây, ghế đơn các bác xem này. Đấy, mặt ghế đơn này, thành khuôn này. Và các cái mặt ghế này là dày 1,5 phân các bác nhé. Đấy, trên trường vân cũng tương tự. Đấy, có yêu không các bác? Các cái ống rất tròn và mọng. Đấy, em quay sát camera đây. Các bác nhìn cái chất gụ Quảng Bình này nó có phê không? Nó đanh, dăm gỗ mịn, đấy, mộng thủng các bạn ạ. Sang bên này thì cũng tương tự, đấy, hai cái mặt ghế này là cùng một hộp gỗ bong già trường này. Và các bác thực sự quan tâm, các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại là 083 626 499 và số Zalo 0985 230 888 các bác nhé. Yếm ghế các bác nhìn ạ, có đẹp không? Kể cả từ phần đôn, hai đôn, một đôn cao, một đôn thấp, vân cũng phải nói là vân vân đẹp chấm hết luôn các bạn. Và các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ đồ gỗ Bùi Tuấn, khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội để xem thực tế bộ ghế này các bác nhé. Và bộ ghế thì bên em vừa mới cho thợ đánh xong đấy ạ. Đây em quay tại nhà thợ, đấy, đánh khoán ở tại nhà. Để em quay luôn thực tế để cho các bác đấy, quan sát một cách chân thực nhất. Tại vì quay luôn không mà trời nó tối. Đấy, hiện tại bây giờ em đang quay là 6 giờ chiều tối các bác nhé. Em quay ngoài đường như thế này các bác cảm nhận trên video thì nó thế thôi. Nhưng mà thực sự ra là ngoài đường nó cũng rất là tối rồi. Đấy, và các bác xem phần yếm của bàn này các bác nhìn này, có thích không ạ? Nó như gỗ chắc luôn. Và cái chất gỗ này thì về sau càng chơi các bác nhé, nó lên tem phải nói là như sắt nguội, nó cứng, già mà nó ánh. Và đá bàn các bác nhìn này, đấy, hình thể vân rất đẹp. Đấy, em quay ngoài đường các bác nhé. Và các bác xem kênh của em thì hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi và cập nhật những video em đăng lên mới nhất.